chồng bà cô chú anh em và các bạn trở lại Thủy Family Oregon Việt đây. Đây mọi người ơi, thì mới vừa bào hai trái táo, thì sẽ thêm bào thêm hai trái nữa ha. Ở đây thì có tỏi nè, ở đây thì có cái sốt của Hàn Quốc nè, sốt Hàn Quốc. Loại này thì nó cay nha mọi người, loại này thì nó cay dữ lắm, cho nên thì cho một ít thôi. Còn cái loại này thì nó ngọt, nó không có cay nè, nên thì cho cái loại này nữa. Ở đây thì có cái muối ớt, không phải muối ớt mà là cái muối muối tỏi ngò nè mọi người. Đó, ở đây thì có tỏi, tỏi nó là bột á, tỏi bột. Rồi mật ong nha bà cô chú, đây là mật ong. Ở bên đây thì có hai miếng sườn, hai miếng sườn non này nó rất là ngon nha mọi người. Rồi thì đã rửa qua giấm và với baking soda rồi đó, rửa sạch sẽ, chế biến sạch sẽ. Rồi thì cũng tháo cái miếng da ở đây ra nè mọi người. Mọi người có chú cái miếng da mà mình ăn nó dai á, đó thì tháo ra luôn rồi, thì gỡ ra luôn rồi này, cho nên là cất sạch luôn nha, cất sạch. Tại vì mấy cái công đoạn đó thì ai nấu bếp thì cũng phải làm, mà quay hết thì nó dài lắm mọi người ơi, cho nên là thì làm bây giờ nói cho mọi người biết cho nó nhanh hơn ha. Này, gỡ cái đá ra thì mình ăn nó mới ngon, nó mềm, chúng không mình ăn nó dai dữ lắm. Thì cho cái sốt này vô ha. Đó, tại cái sốt này nó đặc á, cái thì bỏ miếng nước vô thì xúc nó tại hết rồi nè mọi người chứ ơi. Đó, nhưng mà nó ngọt ha. Rồi giờ thì cho tỏi vô. Tỏi á thì khi nướng á, thì không có muốn cho tỏi kia, tỏi kia tại vì nó sẽ cháy khét á mọi người. Đó. Rồi giờ thì mật ong ha. Ở nhà tự làm sốt nè, nó ngon. Rồi bây giờ thì sẽ tỏi này vào. Bảo đảm này là không có ai ấy luôn, cái này là tự một mình thì nghĩ ra luôn đó mọi người. Rồi bây giờ thì cho một chút này vô, tại cái này nó cay lắm mọi người ơi. Tại làm cho con phải ăn nữa đó, nên không có cho nhiều được, ít thôi, cay quá con không ăn được. Rồi vô quậy lên ha. Hồi thì cho thêm chút nước nữa vô. Thì không muốn cho nước tương, tại vì khi mình cho nước tương vô thì mình nướng thịt lên chắc nó đen á, cho nên thì cho chút xíu nước vô để nó có nước nước á, rồi mình ốp thịt. Thì sẽ ốp thịt, giờ thì sẽ lấy cái sốt này thì ốp lên thịt, thì ốp phân nữa, thì sẽ để đó khoảng 2-3 tiếng rồi thì mới bỏ vô nướng nha mọi người. Đó. Trời ơi nó thơm lắm mọi người ơi. Đây. Ướp hai mặt ha. Để điều hai mặt xong rồi thì thấy cái đồ bịch thực phẩm á, thì bịch lại. Rồi thì để đó khoảng 2 tiếng xong chiều thì nướng. Bây giờ thì ướp điều hết rồi nè. Hai mặt điều hết rồi. Bây giờ thì sẽ lấy bọc thực phẩm bọc lại để đó. Đây, bây giờ ở đây thì để tỏi nè mọi người. Ông mực cho thì không có bỏ lên tại vì không ốp sợ nó khét á, mình nướng cái này cũng hơi lâu á. Rồi bây giờ đồ nó nóng hừng hực luôn, ơi bỏ vô nướng thôi. Rồi em nó vô lò gì ở rồi. Trời, wow, vàng thơm ngon quá. Đây vậy thịt thì nướng xong rồi nè mọi người. Đó, bây giờ thì lấy ra thì để nguội, nguội một chút mới lấy ra, nó nóng dữ lắm nha. Mới đầu thì nướng là 450F, đúng rồi, F. Xong rồi thì nướng chừng 30 phút cái thì nướng lại là 350F. Đây, đó. Thì nướng tất cả là 1 tiếng hồ đó mọi người. Nó thơm đạp bát ngát cái nhà luôn. Thì xin chào bà cô, xin mời mọi người dùng với đi ha. Ở đây thì không thì không có bao tài, hồi thì ăn vậy luôn, mình hồi mình chùi tay nè một cái chú. Cái này là tỏi ha, nướng lên thơm lắm. Đây dùng cái miếng, cái này tỏi này mời cô chú xem cái miếng sườn nướng của thị nè. Ôi nó thơm, nó thơm phát ngát luôn. Thì còn thì nói sao, mẹ ơi cơm có chưa, xong chưa, thơm vậy mà. Ôi nào mọi người. Đó, ở trong thịt nó nè, nhìn đã chưa, nó nè đó. Ôi nó thơm lắm mọi người ơi, ai mà ăn này phải lấy kéo cắt. Để cái kéo này, ai mà ha, ăn làm thịt nướng á, làm thịt nướng làm hư thể là nó mềm ha, nó vừa mềm mà nó vừa thơm.
Mà cái gì của nó cứ còn ngon mọi người. Nó ngọt. Cái shop này Thị tự nghĩ ra luôn. Tại nhà Thị có táo nhiều quá, táo ấy ăn không hết á. Nó hồi đi còn hai ba trái táo để làm gì ăn nghỉ ra. Bấm bật của chú ơi. Nghĩ là sống gì là cả. Ăn như là ngon như là nhà hàng luôn mọi người. Lắm mềm. Mà nó ngọt, mà nó ngon. Đã quá mọi người. Cái này là hồi lúc mà Thủy làm vườn á, em vô Thủy ngậm cải nè. Ngon đậm đà luôn nè. Ngọt mà ngon, mềm mà cũng dễ làm không mọi người, đâu khó làm đâu. Ai mới làm vậy đi, làm giống Thủy nè, ăn thử đi. Nhà ai có làm giống Thủy cho Thủy comment chứ. Tỏi Thủy nướng nè, nó làm gì nè, mình ăn cái mình lấy tỏi ra, nó mềm mọi người, lấy tỏi ra này. Khi mình lấy ra mình ăn đi nè, thì nó mềm nó ngon lắm. Chứ thì không có bỏ vô thì không có ốp vô, tại khi mình ốp vô mình nướng lâu quá cái nó cháy tỏi, cái nó làm khét cái miếng thịt của mình á. Thường mà Thủy làm gì nướng á thì hay cho tỏi, gọi là tỏi bột á, tỏi bột vô thì nó rất là nó này nha mọi người. Ôi ô cái món sườn nó đã. Nó đã quá mọi người ơi. Nói chung á là mình Thủy cũng là mê ăn lắm, mê ăn lắm, cho nên ăn là phải làm phải ngon. Ăn cho đã thôi mọi người. Một chút dao vô. Mà mọi người biết gì không? Hôm nay thì hết ớt rồi. Thì không có ớt vô đây cay được. Nếu mà ai ăn cay á, có ớt á mình ớt vô luôn thì nó ngon, nó tuyệt vời luôn đó nha. Nhưng mà thì còn cho con ăn nữa cho nên không có ớt cay vô. Cà gót rất là ngon, ngọt, cà gót mini, cà gót nhỏ đấy mọi người.
Tỏi mình cắt tầm hai. Nếu mà ai nướng á, mình bỏ vô cái giấy nướng á, mình ếp lại, mình cho một chút olive oil vô mình nướng thôi. Ăn ngon lắm. Ăn thủy thì thảy ở đây thì nướng luôn. Ngon. Nhiều người hỏi Thủy á, Thủy ơi sao Thủy nói nhà Thủy có 7 người, tại 7 người là ba chồng của Thủy nữa đó mọi người. Mà ba chồng của Thủy thì không có sống chung với Thủy, không có sống chung một nhà, sống cái nhà kế bên. Tại Thủy lúc mà Thủy mua cái nhà này thì có 2 căn, nhà của Thủy là dạng nhà như nhà kéo á, thì có 2 căn như vậy luôn. Ba chồng của Thủy sống một căn, để một căn vậy, một căn nguyên dạng cho ba chồng Thủy sống luôn, mà ba chồng Thủy sống có mình à. Thì chiều nấu cơm thì Thủy đem qua cho ba. Giờ còn buổi sáng buổi trưa thì Thủy không có làm, ba tự làm. Mà ba ở gần, ba thương ba ấy lắm. Tại biết sao ba sống với vợ chồng Thủy không? Tại ổng thương chồng Thủy dữ lắm. Thương vô cùng luôn. Ai mà coi video cũ của Thủy gọi là biết, Thủy có chia sẻ mà. Chồng Thủy đi lính mà ba chồng Thủy nói là phải ra lính. Phải ra lính tại vì ổng muốn chồng Thủy về á. Hình như chồng Thủy ga lính nói chung ở trong lính thì nó đỡ. Ga lính rồi nó cũng nó mình mới vô ga lính thì việc làm này kia cũng khó, nhưng mà vợ chồng Thủy nói là thôi ga lính đi, không có trong đó nữa, mười mấy năm đủ rồi. Rồi về đó mọi người, về Mỹ đó. Tỏi nó kiểu thiện ngon trời. Cái này dính dính à, ba thử làm giống Thủy cho Thủy cầm nền nha. Trời mà bảo rảnh mọi người làm đi, làm giống Thủy ngon dễ sợ luôn, ăn là không ngán, không bao giờ ngán. Nhưng mà đối với Thủy thì phải có cay mọi người, hết ớt rồi với lại không có bỏ vô được nữa. Tỏi tỏi nó gớt bụng ra ngon dễ sợ mọi người. Nó vậy mọi người, nên là ba chồng có thể á ở gần ở, nhưng mà không ấy đâu, tự làm hết hả, không có ấy hết. Mà ba chồng ở gần thì cũng sướng á. Nhiều khi mình đi đâu á, hai vợ chồng đi á, rồi hai chị đi làm thì hai chồng đi thì hả, ba chồng phải giữ giùm hai đứa nhỏ, hai giữ giùm, hay là lúc mà con mình đi học về á thì phải có ai trong nhà, thì ba chồng phải ra cước lấy á sinh ở từ xe bít vô mọi người. Nên là không có gì hết trơn á, thương mấy đứa nhỏ vô cùng luôn mọi người, thương lắm, thương mấy đứa cháu dữ lắm. Mâm quá đã mọi người, quá đã, mềm ngon. Ok thì đến đây xin tạm dừng video của Thủy ha. Video của Thủy cũng dài. Thủy xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn thương Thủy, ủng hộ Thủy, vào cho Thủy những cái comment cực là dễ thương nha. Lúc nào Thủy cũng mong cho mọi người thật là hạnh phúc, vui vẻ, nhiều sức khỏe. Đó là cái quan trọng nhất. Cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Mình dễ coi, ốm một chút là được. Và sức khỏe, các sức khỏe là người ta nói là có tiền mua sức khỏe cũng không được đó mọi người. Cho nên là sức khỏe là quan trọng ha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã ghé vào channel của Thủy. Chúc mọi người thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Hôm nay một mình Thủy ngồi ăn hơi buồn, nhưng mà coi ủng hộ Thủy nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.